Qua đây, qua đây, qua đây. Hello các bạn, bữa hôm nay mình sẽ quay video clip cây nhà lá dừa các bạn ha. Cho bé chát ở trong nhà để mà ra vườn mà quay nha. Bữa nay mình đi mua được cái giò heo rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy tương tất xanh nè, muối tiêu chanh ra ngoài vườn mình ngồi. Bữa nay là cho bé chát ở trong nhà, ra ngoài mũi lắm á, còn không ra ngoài đường được đâu nha. Ok, ở trong nhà ha. Ok các bạn ơi, bữa nay mình nhậu cây nhà lá dừa đi các bạn ha. À, ui ra đổ rồi. Các bạn nhìn nè. Chuối nè, rau nè, bây giờ rau quế. Rau quế mình mới tưới xong bạn. Đó, để đây luôn. Rồi. Đứng đi các bạn ơi. Đứng nhậu có sung ha. Muối tiêu chanh nè, tưới xanh nè, đồ khui bia. Rồi, trước tiên cạn ly các bạn ha. Bây giờ đó, các bạn nhìn cái giò heo nè. Trời, cái giò heo bữa nay đó, nó sự các bạn biết không vậy nè. Trời ơi, đúng là cây nhà lá dừa có rau quế xảo luôn nha. Phải hái miếng rau găm đã. Có rau găm luôn các bạn nha. Trời ơi, nó giòn quá các bạn ơi. Nhìn nè. Chả heo nè, chấm nè. Còn thì hướng vàng các bạn. Thấy không? Nhậu ở sao phá cho ngành nail. Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Có bụi chuối nè, có bia nè, rau găm nè, rau quế nè. Thái ớt. Có ớt, ớt Peru nữa bạn, chabarita nữa. Trời ơi, ăn bao nhiêu trái hái bấy nhiêu. Vô các bạn ơi, phơi quá. Có mồi ngon mà thiếu bạn nhậu. Các bạn nhìn nè, là không? Nè, cảm ơn tiêu chanh nè. Ôi, nó giòn lắm các bạn ơi. Đứng gần là cắn các bạn nghe. Rồi, đã quá. Trời ơi, cục xương. Nhậu bữa năm nay á là trời nó mát các bạn. Với lại nó hơi hơi lạnh cho nên mũi nó không có nhiều giống như hôm mùa hè. Ngon quá. Các bạn nhìn nè. Bụi chuối à. Quá bự luôn. Rồi, phải móng heo luôn. Thôi giòn. Rau găm nè các bạn. Rau găm nè. Vô nha các bạn. Vô cái nhà lá dừa thôi.
ông hàng sớm á, ông hàng sớm ông nhìn mình bạn, ông biết mình làm gì, ông nhìn là ớt nè, ớt ha, tao găm à, quá trời luôn, về đó các bạn ơi. Tiếp tục ha, trời ở Việt Nam mà nhậu bên này á, ngồi dưới đất nhậu bơi ở dưới vô với nhau, bên Mỹ mình phải ra sân mình mới có không gian nhậu các bạn. Cái gì nhìn nè, wow, bốc khói rồi, chấm nè, nhậu tới đâu hái tới đó, đi hái ớt tiếp. Nhậu tới hái ớt tới đó, ớt nè bạn, ngon quá rồi, quá ngon luôn. Ủa không? Nó sợn không? Vô ha. Đảo quá. Các bạn nhìn kia câu găm à? Cái găm bự không? Hồi nãy mình tới nước rồi, cho các bạn đừng có sợ nó dơ nha. Ôi nhìn lại, chấm nó tiêu chặt nha. Không bắt được sao đi. Vô nha các bạn. Cảm ơn các bạn lúc nào cũng theo dõi kênh Nhân Lì. Đúng không? Mùa này á, mấy cái gao này nó chuẩn bị chết rồi. Không ăn là hết ăn à. Giờ này khúc nhượng nè. Khúc nhượng heo. Trời ơi. Ngon. Hàng xóm mình á, nãy giờ lên nó đứng trên lầu nó nhìn mình, nó không biết mình ăn cái gì bạn. Không, ở bên Mỹ á, ở bên Mỹ sướng á thì nó có sướng các bạn, các bạn làm ra tiền, nhưng mà nhiều khi cũng buồn, các bạn không có nhiều người thân, không nhiều bạn bè, tại vì ai cũng đi làm mà. Làm phân bón. Các bạn hay nhậu ngoài mà sao giường sướng không đây nè. Trời ơi nó giòn khấu à. Nó giòn lắm bạn ơi. Rất là giòn luôn. Ở bên Mỹ mà nhậu giống như bên Việt Nam mà sướng lắm bạn.
Trời ơi, mấy cái nhượng à, giòn quá. Ôi, quá đã. Một cái cảm giác thì là thoải mái các bạn. Hết tiêu răm rồi. Cái mùa này á, rau nó nhiều lắm các bạn, nhìn nè. Nhìn rau quế nè. Nhìn ớt kìa, các bạn nhìn ớt kìa. Cầm cái đùi heo. Cắt rau ăn. Hay ớt ăn. Ôi, gió mát các bạn ơi. Gậu ngoài sau vườn là vậy đó, nhìn là thật các bạn. Trời ơi, nguyên một khúc vườn à. Vời quá, mũi cắn quá. Cái lá chuối bự các bạn. Tuần sau á, mình sẽ cắt lá chuối này vô mình bỏ tủ lạnh. Để mà Tết á, mình gói bánh tét bánh chuối các bạn ha. Vô nha các bạn, vô nha. Hết pin nha. Các bạn đừng có tưởng mình xỉn nha. Tại cái nhà mình nó cái dốc á, cái này là cái đầu các bạn, cho nên mình để các bạn đây là nó bị nghiêng các bạn ha, chứ các bạn đừng tưởng mình xỉn nha. Trời ơi, còn thịt quá trời luôn. Ngon quá các bạn ơi. Cái này mà có gân á, có gân cạp mới ngon các bạn. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Ngon quá. Quá ngon. Ôi. Hết trơn luôn các bạn ơi. Hết bia luôn. Quá đã. Các bạn thấy không, ngày cuối tuần ấy, ăn uống gì thôi, cho vui thôi, ngày mai đi làm tiếp. Bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Bây giờ đi vô bạn, mũi cắn nè. Đó các bạn thấy không, bởi vì mình ít làm video ăn ngoài sân vườn lắm, ăn một xíu mũi cắn nè. Mũi cắn quá các bạn ơi. Thôi giờ đi vô các bạn ha, tạm biệt các bạn. Đó các bạn thấy không, ăn xong là có nước rửa, giống như là sân vườn bên Việt Nam vậy các bạn. Đó. Đã nói là sân vườn mà, là phải giống như sân vườn chứ. Rồi, các bạn thấy chưa? Đột phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm: Immunity, Essential DM
và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Ly K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.